Hello mọi người. Hi. Chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên lại có hai người bạn rất là quen thuộc. Đó chính là Nguyên Khanh Văn Tran. Và hôm nay đó rồi Tiên mới làm một cái video mà kiểu get ready with me, là make up vừa nói chuyện với các bạn. Và Tiên đã hỏi các bạn hôm qua trên Instagram, cũng như là Shane cũng có hỏi luôn, có share cái post đó, là hỏi các bạn muốn hỏi những cái gì về tụi mình và hỏi những cái gì hay hay là lạ mới mới, thì rất là nhiều các bạn đã gửi câu hỏi cho tụi mình, cho nên là hôm nay Tiên sẽ bắt đầu. Let's get started. Yeah. Đầu tiên thì chắc là Tiên phải dưỡng da, thì có một bạn hỏi Tiên về làm sao để chữa trị được da mụn. Và hôm nay thì Tiên sẽ cho các bạn một cái bí quyết mà dạo gần đây Tiên hay sử dụng để tránh làn da mụn cũng như là giảm thâm. Thì cái sản phẩm mà Tiên hay sử dụng đó chính là cái sản phẩm này của Sun By Me. Xem cái sản này chưa? Có, bữa xem có quay video xin thay. Ồ vậy hả? Đó thì cái sản phẩm này là toner với lại serum đúng không? Đúng rồi. Thì nó giúp cho tái tạo làn da nè, rồi giúp cho là giảm thâm mụn cũng như là những ngăn ngừa mụn luôn. Và nó được chiết xuất từ Truecica nữa, cho nên là nó giúp cho các bạn không có bị kiểu da nó không có bị sạm khi mà các bạn make up. Đó thì nó cũng là 90% chiết xuất từ chất nhờn của ốc sên đúng không? Đó cho nên là nó rất là tốt cho các bạn một cái da căng mịn bóng, và đặc biệt là trước khi make up thì khi các bạn sử dụng sản phẩm này thì Tiên thấy là nó sẽ rất là căng mịn. Thì bây giờ Tiên sẽ skincare luôn trước khi make up luôn. Skincare trước rồi. Ok. Giờ Tiên sẽ lấy một sản phẩm là trên mông cotton something. Sao cái này thích lắm luôn á Tiên. Thế hả? Sao vậy? Thì xin thấy cái này nó có cái phong sao. À đúng rồi, đúng thì rồi. Thì bóp ra nó lượng vừa đủ luôn, không bị lấy nhiều quá. Đúng rồi. Bị không mà cái này dính nó không có bít rít luôn. Thì đó, nó không thật sự luôn á. Thì bởi vậy mới nói là kiểu nó nè. Miếng này miếng. Đây, xài thử đi. Đó. Thế là kiểu thật sự thích nha. Thì ta thấy có mấy cái serum á, nó giống như là một cái lớp film trên da vậy á. Nó bị dính. Nhưng mà cái này nó thấm tốt. Cái này thấm lắm. Cái này nó thấm tốt. Rất là ok luôn á. Rồi. Ok, tiếp đến thì Tiên sẽ sử dụng cushion. Ủa hôm nay ai cũng xài cushion hết hả? Yes. Cushion gì ạ? Clio. Nguyên là của Penilla Co. Ủa mọi người mua ở đâu vậy? Beauty Box. Wow. Ok. Tiên xài gì ạ? Tiên xài Clio nè, Stay Perfect. Đây là cái dòng mà che phủ cao nhất của Clio. Còn dòng của Shane đang sử dụng là dòng Glow, là dòng mà nói sao ta, là nó có cho bạn căng bóng luôn, nó bóng đó nè. Mày thích lắm luôn á, nó không có bị lì quá. Tại vì sẽ hết bóng. Hết bóng, tại vì trên bóng á. Ủa tưởng hết rồi. Hết bóng rồi hả? Mình đang gái thiệt mà, quên. Quên quan trọng dữ. Có nguyên là mới ra luôn của Vanilla Co, một sản phẩm của Coverations. Thì nó vừa có cushion mà nó cũng có foundation luôn cho các bạn nào. Cái dòng này thật sự là rất là nổi tiếng. Đỉnh cao đúng không mọi người? Nguyên rất là thích luôn. Đẹp đỉnh cao, có chất lượng. Ok, bây giờ trả lời. Flawless. Đẹp quá không Nguyên? Đẹp lắm, nhìn nào xem. Đẹp quá hả? Đẹp lắm. Ok, tiếp Tiên sẽ trả lời một vài câu hỏi nha. Chị cảm thấy mối quan hệ mập mờ là như thế nào? Mập mờ là không có công khai em á. Đúng không? Không công khai. Sao? Nhưng mà nó mập mờ là chỉ có mình biết thôi, không ai biết hết đó. Nhưng mà trong lúc mà mình kêu anh ơi, sao mình quen không ai biết gì anh, thì nó là thôi chuyện hai mình biết. Ồ, xa là xe nhớ ngay. Mình không cần người, không cần những người khác biết đâu em. Nhưng mà một mối quan hệ mập mờ là khi hai người chưa xác định rõ ràng họ muốn gì. Và tại thực sự là Tiên đã từng trong rất là nhiều mối quan hệ mập mờ. Tiên cũng vậy đúng không? Trước khi xem em ông xã đó, Tiên có như vài mối hệ mập mờ với người này người kia, mình cũng không có thích lắm. Tiên thì thật sự là nhiều lắm. Nhưng mà tại vì Tiên cảm thấy như là chưa đủ để kiểu quen nhau á, không biết nữa. Nói chung là chưa hợp tới cái mức đó. Khi thấy mối hệ mập mờ là không nên có. Ví dụ như mình là người muốn mập mờ thì cái không sao, giống như mình chưa sẵn sàng muốn quen hay gì nọ đó. Nhưng mà đừng có nên để là mình trong tình trạng mà người ta muốn mập mờ với mình. Đúng rồi. Tại giống như là có nhiều người á,
lúc trước khi sinh hoạt ông xã, người ta thích chê nhưng người ta không có muốn tiến xa hơn, người ta thích được như vậy thôi á. Thì kiểu lúc nào cũng lý do này kia, kiểu chưa sẵn sàng hay cần thêm thời gian này nọ. Nhưng mà thật ra là do người ta không có muốn bên mình đến nỗi như vậy á. Chứ giống như ông xã thì nó, ông xã thương xe nó, cho nên là kiểu ông xã muốn quen liền luôn á, như kiểu kiểu mình muốn gì mình phải muốn liền, chứ đâu phải là trời thôi em muốn nó lắm nhưng mà em phải đợi một tháng hai tháng nữa em mới sẵn sàng. Ok, tiếp. 9 năm không hề ngắn, các chị đã bao giờ có thể có cảm giác như là mình chán nhau chưa? 9 năm không hề ngắn hả? Không hề ngắn. Chứ tao là bạn á, không nghĩ bạn sao chán được đúng không? Không, sao không nghĩ chán. Người yêu thì maybe, còn... Không, người yêu cũng không chán luôn. Mày là cái type người á mà mày càng yêu mày sẽ càng thương á. Same. Mày không chán được. Giống tôi luôn. Nhưng mà Tiên đã một khi đã không yêu rồi á thì sẽ rất chán, rất dễ nhanh chán. Nhưng mà nếu mà yêu rồi mà càng ngày càng quen á thì là sẽ càng yêu cái người đó hơn. Yêu lắm, hey, lắm luôn. Wow. Mạnh lên hả? Dễ thương lắm mọi người ơi. Nè giờ mở cái này ra xong rồi mở cái dưới ra nè. Đó xong rồi chấm vô. Bụp. Đó. Rồi để lên nè. Nhà xin sẽ phủ phấn lên mặt, phấn của Dior. Làm sao khi có hai người thích em và em cũng thích người ta đây chị? Hai người lận. Hai người thích em và em cũng thích hai người luôn hả? Ừ, em cũng thích hai người luôn, giờ em biết làm sao vậy? Giờ sao ta? Khó quá nè. Nếu mà em cùng thích hai người như nhau á thì em nên xét những cái thứ khác, là giống như là người ta đối xử với em như thế nào, thì em cảm thấy nếu mà em bên ai em sẽ hạnh phúc hơn thì em chọn người đó thôi. Nhưng mà nếu em thấy em thích một người hơn á thì em nên chọn người đó, đúng nên không? Đặt lên bàn cân những cái yếu tố giống như là tình cảm thứ nhất, và thứ hai là vấn đề mình nghĩ là con gái quen những người mà có tài chính ổn định cũng rất là quan trọng đó, đúng không? Rồi đúng nha mọi người ơi. Đó, cái đó thứ hai. Cái thứ ba là có người đó có chịu nhường nhịn và yêu chiều em không? Tức là thứ ba. Thì chắc chắn lúc mới thích thì ai cũng sẽ kiểu chiều, sẽ thương em, nhưng mà cứ đi theo cảm xúc đi ha. Kiểu mình cảm nhận sao, thấy ai ở bên ai mình thấy an toàn hơn thì mình đi theo người đó. Ừ, đúng rồi. Những cô nàng xinh đẹp của lòng em ước tương lai của em sẽ giống mấy chị? Cảm ơn em. Cảm ơn em. Em ráng phấn đấu đi thì mình sẽ có được những thứ mình muốn. Đúng, chính xác. Hôm nay Tiên sẽ xài eyebrow của Anastasia, my favorite. Đây là cái bronzer mà Nguyên sử dụng hết pen luôn à. Ủa cái đó cái gì kìa? Bobbi Brown. Nice. Các chị hãy làm một buổi fan meeting cùng nhau đi ạ. Sẽ là chắc năm sau hả? Chắc năm sau quá. 2020. Chắc năm sau quá tụi mọi người. Tụi mình hình như đang tăng tái đúng không? Năm sau tụi mình là... Năm 2 á. Rồi tiếp nha, chị nghĩ các yếu tố cần thiết của một người con gái là gì ạ? Trời, con này hay lắm luôn á. Em phải đẹp. Đúng, cái đó cũng đúng. Đúng không? Đúng. Không đẹp cũng phải làm sao cho mình đẹp. Mình phải tự cố tin. Cố gắng cho mình đẹp. Mình phải tự tin. Có phong thái. Dạ, yeah. Không có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ mới làm đẹp. Chính xác. Yeah. Và các thứ hai là phải biết làm. Có nghĩa là ví dụ như, có nghĩa là mình không siêng hay là như thế nào đó, nhưng mà người ta hỏi cái gì mình cũng biết làm. Thì lúc đó người ta mới phục, người ta mới nể mình. Phải trao dồi kiến thức á. Đúng rồi. Với lại một người phụ nữ thì nên có một chút xíu tinh tế. Đúng rồi. Và công dung ngôn hạnh một đúng xíu. Rồi. Không biết nấu ăn nhiều cũng được, nhưng mà phải, nếu mình giỏi được món nào thì phải giỏi món đó luôn á. Để người ta biết, ồ em biết nấu gì không, ta hỏi câu đó thì mình còn có cái để thể hiện. Đúng rồi. Với lại một người phụ nữ thì theo chị thấy là phải là một người phụ nữ độc lập. Đúng có rồi. Nghĩa là khi mà không có đàn ông mình vẫn sống được. Người ta nói đó, đó đặt cầm lên đường đặt xuống đường á. Mình vẫn sống được. Cái mình vẫn là mình, chính xác. Để sau này ví dụ như có cưới chồng này nọ không bao giờ phải dựa hoàn toàn vào người chồng. Sao khó vậy? Hả? Cái đó khó, cái hơi khó. Không biết sao nữa mà mình nghĩ là nếu mà lấy vợ lấy chồng rồi cũng phải có khoảng riêng cho mình. Đương nhiên, cái đó là chuyện đương nhiên là phải có luôn á. Phải cái gì cũng phải đúng chính xác. Của anh là của em, của em là của anh. Ủa chứ sao mày muốn mua vợ sao Shen? Anh ơi mua cho em vợ. Giống như là nếu mà đụng một cái chuyện tình đó nó đổ vỡ thì mình cũng không bị chênh vênh cái trong cái vấn đường tại vấn đề tài chính. Đúng rồi, đúng rồi. Ba người có dự định gì trong năm 2020 không? 2020 hả? Ừ. 2020. Yes. Nhiều quá ta. Sẽ luôn luôn làm video cho các bạn. Cái đó là number one rồi nè. Siêng năng nha. Siêng năng nha. Cái đó là number one rồi nè, vì các bạn thật sự là rất là yêu thích tụi mình. Đúng rồi. Cho nên là dễ thương lắm luôn á. Thật Nguyên sự sẽ ráng ra nhiều dạng video hay hơn. Mọi người là động lực cho tụi mình. Đúng rồi, thật sự mọi người. Thật sự là hồi xưa Tiên rất là ít làm video tại vì không có được nhiều động lực. Không phải là tại vì không làm hồi xưa không có như bây giờ là mọi người xem rất là nhiều và mọi
người rất là thích. Thì bây giờ khi mà mọi người ủng hộ như vậy rất là nhiều rồi, mình có nhiều động lực để mình làm video hơn cho mọi người xem. Tại vì mọi người thật sự rất là dễ thương luôn á. Cho em hỏi giá tiền tiệm nail của Sen làm mắc không ạ? Em muốn qua làm gặp Sen lắm, love you. Sen thấy á là tiệm nail của Sen nó khá rẻ luôn á. Dạ. Như á, sơn gel là chỉ có 190.000 hay sao đó. Rồi cắt da này nó thì chỉ có 200 mấy thôi á. Nên là em nên qua làm đi nha. Tiền sẽ link ở đây cái Instagram cho em follow nha. Ok luôn. À, tạo thêm công việc cho các bạn. Mai tiên xài contour của Anastasia. Các em đều tự lập, vậy bí quyết nào để các em đến được thành công như ngày hôm nay? Tao nghĩ là tao chưa thành công. Chính xác luôn. Tại mình còn tham vọng đó. Đúng. Nghĩ đây không phải là cái bước mà mình nên dừng còn hơn nữa. Thật sự chưa thành công đâu. Chứ không phải thành công nữa. Thật sự chưa thấy là chỉ là mình có mấy cái bước ngoặt nó nhỏ để mình có cái giá nhìn để cố gắng hơn thôi chứ. Tại vẫn nghĩ tụi em nếu mà nói phải phấn đấu thêm. Đúng, nếu mà nói mà thật sự bây giờ thành công chưa thì chắc chắn là chưa. Chưa luôn á, chưa đến được gần thành công nữa, chưa luôn. Mới bắt đầu. Đúng rồi. Cho nên là tụi em luôn là cố gắng mỗi ngày. Vì giống như là tại vì thấy là nếu mà mình luôn luôn có mục tiêu trong cuộc sống thì ngày mai nó sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Và tuần sau nó sẽ tốt hơn tuần này. Và năm sau nó cũng sẽ tốt hơn năm nay, cho nên là sẽ cố gắng rất là nhiều. Ba chị có người yêu thì có thích họ thả tim gái không? Thử đi. Thử xem. Mà cái đó sao kiểu như là bạn bè bình thường like hình. Không, like hình thì không sao nha. Thả tim à? Thả tim là dùng Facebook á. Thả tim á. Thả tim mà kiểu hot á. Thả tim đó. Thì không thích like hình luôn á. Vậy hả? Comment luôn á. Thôi comment không có được. Comment không được. Quan trọng mày là nhớ hồi đó comment lửa không? Giống như là muốn bạn gái mình cảm thấy đặc biệt á thì hãy làm những gì đó đặc biệt để không có làm những cái điều tương tự với người con gái khác, đúng không? Chính xác. Không lẽ cứ gặp ai cũng thả tim. Trời ơi, thôi dẹp. Vậy là mình là gì? Đúng rồi, mình là cái gì? Mình là... Anh nghe chưa? Mình là... Trời, dằn mặt rồi đó. Feeling của tụi chị khi mà mình là người truyền động lực cho nhiều người khác. Love you. Mừng đúng không? Thấy thích thật sự. Tại vì đâu mình đâu có không có nghĩ là mình đúng rồi thì có thể tạo được cảm hứng cho mọi người đâu, nhưng mà nếu mà được thì mình sẽ cố gắng hơn để nếu mà tụi mình làm cái gì đó động lực cho mọi người, mang tới mọi người niềm vui mỗi ngày, mỗi khi mà các bạn stress, các bạn học quá nhiều stress, mở video tụi mình lên coi và cảm thấy như là mình là những người mà luôn mang những cái positive vibe cho mọi người thì thật sự là we're here to do that for you guys. Cái đó không phải là cố gắng làm một cái gì đó mà không phải tụi mình, cái này là tụi mình chỉ express bản thân tụi mình thôi, nhưng mà như vậy là kiểu thích thật sự. Quen người giàu hơn sướng đúng không ạ? Thôi giàu một chuyện mà người ta có lo cho em không á. Không, cái giàu tao giữ tiền cho một mình người ta cũng vậy. Đúng rồi. Quan trọng là cái tính cách của người ta. Đương nhiên, những người mà có tài chính ổn định đó là đương nhiên là luôn luôn là một cái điểm cộng rồi. Tại vì mình cảm thấy như họ có thể lo cho mình được. Không phải là ví dụ như là cái gì họ cũng trả cho mình, nhưng mà ý là mình cảm thấy được an tâm á. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu trong cuộc sống lỡ có một cái vấn đề tính toán với mình á. Mà giàu mà người ta có sử dụng cái tiền đó cho em hay không là một vấn đề khác, hiểu không? Tiền của ai đó giữ mà. Chưa chắc là những người giàu họ trả tiền cho em đâu, spend tiền cho em đâu nha. Ba chị có chị nào định lấy chồng trước chưa ạ? Có. Trời ơi, hỏi hoài luôn á, mọi người hỏi hoài luôn Sen đi nào cưới á. Chắc sớm thôi. Cái đám cưới Sen lớn lắm nha. Chắc khoảng 2 năm nữa, 2-3 năm nữa. Có mời mọi người không? Có chứ. Chắc livestream luôn hả? Không, chắc livestream. Livestream với bạn. À, dễ thương quá vậy? Really? Ai livestream á? Dễ thương quá. Em thích mấy chị quá cơ, sang lắm nhưng cũng dạng dị chứ không có lố. Love all. Ui. Chị ơi, làm thế nào để mình không để ý đến những lời bình phẩm mà mọi người tự tin mà khoe cá tính, có nghĩa là mình không có bị tự ti á. Sen. Trả lời. Mình không nên quan tâm những gì người ta nghĩ. Mình biết mình như thế nào và mình cảm thấy hài lòng với bản thân là được rồi. Thật sự trong tụi mình là cái người mà bị nói nhiều nhất luôn là Sen. Đúng rồi. Luôn là Sen. Mà cái đó là một cái, nghĩ nó là một cái đức tính, cá tính tốt. Tại vì
Hơi ồn cho mấy anh. Sorry mọi người nha. Chị nói chị rất là hài lòng về bản thân á. Và mình thấy mình hài lòng, mình đẹp á là được rồi. Mình không còn quan tâm người ta nghĩ gì hết. Cho nên mình không có dựa vô những lời người ta nói để buồn. Để mình giống như là tại người ta đâu phải là những người kiểm định mình nói gì đâu. Ví dụ như người ta khen mình đẹp hay người ta chê mình xấu á, cũng đâu có nghĩa là những lời người ta nói là có giá trị gì đâu. Cho nên đó em thấy em đẹp được rồi. Là chị nói là thật sự ta không quan tâm thì ta nói cho đã miệng. Nói chung là mọi người nghĩ thế nào và nếu một người hứa với mình quá nhiều điều rồi lại thất hứa à? Biết sao đây nhỉ? Hứa hẹn cũng chỉ là hứa hẹn. Thì người ta có uy tín không? Đúng rồi. Khi mà người ta thất hứa lần thứ 2, thứ 3 là chị cảm thấy chị không thể tin được người ta nữa rồi đó. Chị ơi, đang nhắn tin với một người họ còn khen mình khiếp nữa rồi đột ngột xin là sao vậy ạ? Thì người ta không thích em. Đúng không? Đâu phải là là khen là người ta thích mình đâu. Đúng rồi, chính xác. Nên đừng có đặt hy vọng. Tại vì thật sự là con trai bây giờ em dễ khen gái lắm. Đúng rồi, rất là dễ khen gái luôn, rất là dễ ổng miệng luôn. Họ có thể làm em thích họ trong vòng 3 nốt nhạc. Bởi vậy thích, thương 3 nốt nhạc. Nhưng mà đừng có tin hết. Chị chỉ nói vậy thôi. Cho nên là đừng có quá đặt niềm tin vào những cái lời nói. Tin nhưng mà giữ một phần cho mình đó. Đúng, chính xác. Kiểu đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng rồi tính chuyện tương lai xa vời á. Cái gì tới là tới, sống cho ngày hôm nay thôi. Xin không tin vô đàn ông á mấy bạn, chỉ tin ông xã xin thôi. Ông xã vô là đàn ông. Không, ông xã mới là người đàn ông tuyệt vời nhất. Tụi chị có chia tiền ăn với nhau không ạ? Có nha. Tụi chị cái gì cũng sòng phẳng á. Rất sòng phẳng nha. Ví dụ cái gì nó cho là cho, tặng là tặng. Nhưng mà mỗi khi mà đi ăn, đó, đi là, ăn là chia đủ ra chia. Chia đủ. Làm cái gì cũng cái là chia đủ hết chứ không có phải là hoặc là ví dụ hôm nay người này bao việc này thì hôm sau người kia bao lại giống vậy rồi. Chứ không có phải là không có đúng rồi. Mấy chị học ở AS có khó không ạ? Em cũng đang học ở AS mà mới chuyển vào lớp 10 thôi. Welcome to the fam không ego go ego go ego be supportive be supportive Trời xưa mình đó Tiên là Captain Cheerleader trong trường mấy bạn. Nguyên là trong đội cheerleader luôn. Nhưng mà Tiên là Captain. Tại Nguyên không có nhảy được. Vui lắm, hồi xưa vui lắm luôn á. Có gì người ơi mình lạc đề, người ta đang hỏi là có gì khó không thì vui. Nói đi không luôn vậy. Thật sự hồi nói hồi xưa học high school là thật sự rất dễ luôn á. Thì đúng không? Tại vì cái môi trường học của mình rất là thoải mái với lại vui vẻ luôn á. Với lại kiểu mọi người rất là thoải mái với nhau. Và không, ý là học cũng không có thấy nặng á. Tại vì môi trường quốc tế mà kiểu thực hành nhiều hơn. Hồi xưa tụi mình đứa nào cũng lên bảng hết á. Đúng rồi. Yeah. Đứa nào cũng lên honor roll, đứa nào cũng kiểu top này nọ. Cho nên là nói chung là làm bài đầy đủ là được. Đúng rồi, làm bài đầy đủ. Phải làm bài đầy đủ, phải không siêng, có cần không quật này nọ. Đúng, không có cần phải quá thông minh. Không cần phải thông minh. Đúng. Nhưng mà phải kiểu siêng năng á. Chắc chắn là cái nào cũng lên bảng thôi. Cố lên. Các chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại chưa ạ? Nguyên chưa? Tiên cũng chưa. Xin rất là hài lòng luôn á. Nguyên chưa là để Nguyên chừa một vài phần để mình cố gắng hơn để đúng đạt rồi. Mục tiêu đó. Giống như đúng là rồi. Nguyên mong được Nguyên sẽ mua được cái nhà trong tương lai. Đúng, Tiên chính xác. Tiên cũng mong là mua được kiểu xe rồi tự làm, tự mua, tự kiếm á. Dù biết là lúc mà mỗi lần Nguyên nói là Nguyên muốn có một cái nhà riêng, ở riêng. Áo nói là trời, đang ở với mẹ sướng quá, cái gì cũng free này nọ. Nhưng mà well, mình lớn rồi mà, kiểu muốn tự lo, vậy vui hơn đúng không? Chị ơi, có phải con nhà giàu mới chơi với con nhà giàu không mẹ? Không có. Tiếng không nghĩ vậy. Nguyên thì lại khác hả? Nguyên nghĩ là mình thuộc hàng nào thì mình chơi với hàng đó thì nó dễ hơn. Thì có nhiều lúc mình nói chuyện thì cái người bạn nó sẽ hiểu hơn. Không phải nói về vấn đề tài chính nữa nhưng mà kiểu tại vì Nguyên với Sen với Tiên học chung ra. Đúng rồi. Tại vì nhờ cái background, nhờ cái tiền sử học chung trong một cái môi trường như vậy á mà bây giờ tụi mình mới chơi với nhau lâu rồi, lâu nhớ lại những cái ký ức hồi xưa xong ngồi cười đó. Đó là những cái niệm mà tụi mình kiểu khăng khít á. Thì gọi là kiểu mình bond dễ hơn. Đúng rồi. Là nhờ là những cái background chung như vậy. Ba chị giỏi môn nào nhất trong trường ạ? Giỏi môn. Sen mà giỏi môn thể dục. English. Vậy hả? Sen trời ơi, nó không giỏi làm bài nhá. Tiên giỏi toán. Đúng rồi, Tiên giỏi toán luôn á, Tiên giỏi mấy cái khoa học á. Nó, tao đâu có giỏi sai hình đâu, nó. Biology cũng được thôi, nhưng mà tao rất là tao giỏi toán. Nguyên là cũng phải giúp đỡ Nguyên rất nhiều. Trời ơi. Không có Tiên thì chắc chắc Nguyên rớt cái lớp rồi. Nguyên học gì cũng được nha, học toán không được à.
Tao tao học toán được. Không là du là du kiểu du lười á, còn mi là mi không học được luôn á. Không được luôn á, đúng rồi. Mi là không được luôn á. Thật sự là no matter how hard I try. Just you're not a number person. Cho em hỏi tại sao mọi người hay trêu chị là chị chủ thế giới à? Thì tại chị là chủ mọi thứ luôn mấy bạn, đi đâu cái gì thì cũng là chủ hết đó. Có mày á tự chế tên Tiên luôn, bây giờ mọi người gọi Tiên vậy, tự không hiểu tại sao vậy? Hình như là lúc đó quay ở cái khu nhà này nè, xong rồi nói là đang ở trong khu nhà Tiên, xong rồi nói nhà nào là khu nguyên khu của Tiên luôn, xong cái Tiên chỉ qua cái gì mở lên mắt tay bố cũng là của Tiên luôn. Thì Tiên giỡn thôi. Xong tự nhiên Sen kêu là nguyên cái trái đất này, thế giới này của Tiên, cho nên là Tiên là chủ thế giới vậy thôi mọi người, đơn giản thôi, xong giờ mọi người gọi Tiên vậy luôn. Vậy là đã hết video lần này rồi. Một video ngồi xuống make up tâm sự với mọi người một chút xíu về chuyện cuộc sống, tình yêu. Và Tiên mong là xích qua đây nói, xích qua trong quen ngồi đó. Và Tiên mong là video lần này các bạn sẽ luôn ủng hộ Tiên cũng như là Sen, Nguyên nha. Và ủng hộ tình bạn của ba tụi mình. Yeah. Cảm ơn các bạn rất nhiều. See you guys. Ủa mình có đặt time. Mình có đặt tên chưa? Tên hả? Tên tụi mình là gì ta? The Angels. The Angels. The Angels. Ok. Nếu mà ai là fan chân chính của The Angels thì nhớ comment ở dưới cho tụi mình biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hashtag we love angels. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ tụi mình trong suốt thời gian qua. Và trong năm 2020 thì chúng mình sẽ cố gắng để ra nhiều video hơn nữa. Vui, chất lượng hơn nữa cho đúng. Mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.